Vừa thắng Singapore, huấn luyện viên Park Hang-seo bất ngờ rời đội tuyển Việt Nam sang Thái Lan xem đối thủ. Ông Park Hang-seo sẽ sang Thái Lan dự khán trận đấu của đội đương kim vô địch AFF Cup với Malaysia trong khuôn khổ giải giao hữu King Cup 2022. Tối ngày 21 tháng 9, đội tuyển Việt Nam đánh bại Singapore 4-0 ở giải giao hữu quốc tế Cúp Hưng Thịnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu như đánh giá của huấn luyện viên Park Hang-seo đã đạt mọi mục tiêu đội tuyển Việt Nam đặt ra. Ngay sau trận đấu này, nhà cầm quân Hàn Quốc đã lên đường sang Thái Lan theo dõi King's Cup 2022. Theo lịch, ông Park sẽ dự khán trận đấu giữa chủ nhà Thái Lan với Malaysia lúc 20 giờ 30 phút hôm nay. Việc quản lý đội tuyển Việt Nam sẽ được giao cho các trợ lý. Quyết định của huấn luyện viên Park Hang-seo không có gì bất ngờ, bởi Thái Lan và Malaysia là hai đối thủ tiềm năng nguy hiểm với đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022. Việc theo dõi cặp đấu giữa cả hai có thể giúp ông Park đánh giá chính xác hơn thực lực đối thủ. Được biết, sau trận đấu trên, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục chuẩn bị cho trận thứ hai với Ấn Độ diễn ra ngày 27 tháng 9 tới.